Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng ví MetaMask ở trên điện thoại của bạn nhé. Ứng dụng ví MetaMask là một trong những ứng dụng ví tiền điện tử phổ biến nhất và bảo mật nhất cho tới thời điểm hiện tại. Thì các bạn có thể đăng ký và sử dụng ở trên điện thoại của chúng ta. Tùy thuộc vào thiết bị của các bạn là iPhone hoặc là Android thì các bạn có thể lên CH Play hoặc là App Store nhé. Ở đây mình dùng Android thế nên mình sẽ truy cập vào CH Play này. Các bạn gõ từ khóa MetaMask. Sau đấy các bạn tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy được cái biểu tượng This is Sam. MetaMask là Sam cái biểu tượng này này. Like các bạn nhấn vào phần cài đặt nhé. Lots of apps để có thể cài đặt ứng dụng. But they actually come at a cost. She knows the internet isn't very secure and strangers own her data. Credit cards are stolen, identities get hacked. She has to navigate a maze of ads just to surf the web, and she knows someone is always watching. But she's heard there's a better way, and then Sam sees it. The prompt. Sau khi các bạn tải ứng dụng ví MetaMask về thì các bạn nhấn vào phần mở để có thể mở ví của các bạn lên. Đấy. Thì khi các bạn mở ứng dụng ví MetaMask lên thì giao diện nó sẽ như thế này. Các bạn nhấn vào phần bắt đầu này. Ở đây nó sẽ có 3 phần nhập bằng cụm từ khôi phục bí mật. Tức là các bạn đăng nhập bằng cái cụm mật khẩu mà các bạn có sẵn từ trước rồi. Đấy, của một cái ví trước rồi. Thứ hai là đồng bộ hóa tiện ích MetaMask với máy tính. Thì cái này là kết nối với ví có sẵn ở trên máy tính của bạn. Thứ ba là các bạn tạo một ví mới này. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn cách tạo một ví mới nhé. Bạn nhấn vào. Sau đó các bạn nhấn tôi đồng ý này. Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu. Đấy. Đây là mật khẩu được các bạn đăng nhập vào ví nhé. Đấy, sau khi các bạn nhập đầy đủ mật khẩu ấy, các bạn tích vào tôi đồng ý này. Sau đó các bạn nhấn tạo mật khẩu này. Ok. MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On traditional websites, a central database or bank is responsible for controlling and recovering your accounts. But on MetaMask, all of the power belongs to the holder of a master key. Whoever holds the key controls the accounts. Your secret recovery phrase is your master key. It's a series of 12 words that are generated when you first set up MetaMask, which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access. It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and đấy. Very secret. If anyone gets access to it, they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds. To secure your MetaMask wallet, you'll want to safely save your secret recovery phrase. You can write it down, hide it somewhere, put it in a safe deposit box, or use a secure password manager. Some users even engrave their phrase onto a metal plate. Nobody, not even the team at MetaMask, can help you recover your wallet if you lose your secret recovery phrase. If you haven't written down your secret recovery phrase and stored it somewhere safe, do it now. We'll wait. MetaMask, which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access. It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and very secure. Ok, ở đây thì mình sẽ nói một chút cơ bản về ở trên ví này. Thì khi mà các bạn muốn nhận token ấy, thì các bạn sử dụng cái địa chỉ ví ở đây cho các bạn của mình nhé. Các bạn đây này. Các bạn chỉ cần click vào đoạn phần này thì nó sẽ tự động copy cái ví cho các bạn. Đấy, đấy chính là cái địa chỉ ví nhận cái token ETH và những cái token ở trên nền tảng của ERC20 nhé. Đấy, tiếp theo này các bạn ở phần gửi này. Ví dụ các bạn muốn gửi đến một cái địa chỉ này, bạn dán vào. Đấy. Thì các bạn sẽ cần phải có ETH ở trong này. Đấy, thì các bạn nhấn vào tiếp theo này. Đấy, thì các bạn nhập số lượng ETH mà các bạn muốn gửi, ví dụ là 1 này. Ví dụ là 1 ETH, thì các bạn nhấn vào tiếp theo. Đấy. Thì các bạn sẽ phải nạp cái số lượng ETH ở trong ví MetaMask của bạn ở đây thì các bạn có thể giao dịch được ở trên ứng dụng ví MetaMask của bạn nhé. Đấy.
nạp thêm tiền này, thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ ví của các bạn và cái mã QR để các bạn có thể quét và gửi ETH vào đây để các bạn có thể giao dịch. Đấy, đơn giản như thế thôi. Đấy là những cái chức năng cơ bản ở trên ứng dụng ví MetaMask. Và cái token NFT thì nó nằm ở đây nhé các bạn. Đây này. Đấy. Hiện tại chưa có token NFT nào. Đấy, ở trên ứng dụng ví MetaMask thì nó hỗ trợ mua ETH. Đấy, qua thẻ tín dụng ngân hàng này. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để mua ETH. Đấy. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký và sử dụng cơ bản ứng dụng ví MetaMask ở trên điện thoại của các bạn nhé. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.